Dạ, xin chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai. Em tên Ngọc Bích, hôm nay em có về một số hoa giấy ngũ sắc nhiều màu với lại là một số cây những bông giấy mới ha. Rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa. Hôm qua số điện thoại là 0706 961 085 cũng như là số Zalo. Đợt này em về những cây giấy ngũ sắc mà gốc bự, tàn rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Đầu tiên là cây số 1, cây này là ngũ sắc Thái 5 màu. Cây thì đen cho cũng có một số búp mà cũng có một số bông nở gộ nha cô chú anh chị. Búp thì nhỏ nhỏ nè, nụ cũng muốn nở ha, màu đỏ nè, màu vàng, màu cam, màu hồng sắc pháo, màu trắng quốc hồng, đủ hết 5 màu. Cái nụ mà nó lên tới đọt hết luôn nè cô chú anh chị, rất là nhiều ha. Phơm tàn thì đều xum xê luôn. Tàn này rất là dày rồi nha cô chú anh chị. Nhà vườn bên em kê là cũng rất là nhiều lần rồi. Cây này kê giống cũng 4-5 lần rồi ha, mới được cái phơm tàn mà nó dày như thế này. Chi đóng cũng rất là đều luôn, nhánh rất là lớn ha. Cây lùng lực, gốc rất là sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị. Gốc lớn ha. Em đo củ đế cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây là 54 nha cô chú anh chị. 54 ha. Củ rất là đặc luôn. Củ này là hai tay mà em ôm không giáp ha. Củ rất là lớn củ. Gốc sạch sẽ luôn. Rồi mã số 1, cao 1m4, tới ngang 1m4, hoành 28. Mã số 1, cây này em xin giao lưu là 1 triệu mốt. 1 triệu. 1 triệu. Mã số 1 em xin giao lưu là 1 triệu nha. Cây này thì em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo là mã số 2. Số 1 và số 2 là được một cặp, nó rất là đều luôn nha cô chú anh chị. Bông là nụ là kín cây hết luôn nha. Phôm tàn cũng rất là dày đặc luôn. Nè, bông vừa chuẩn bị nở nó kèm theo nụ nữa nha cô chú anh chị. Cây này mà về là nở gỗ rất là đẹp ha. Quá xá, phơm tàn rất là đều nha cô chú anh chị. Tàn dày. Đây, gốc mà gốc cũng rất là già luôn ha. Đế này là đế sổ ạ. Gốc rất là già gốc nè. Nó rất là già. Cây rất là, dáng cây rất là đồng thanh đồng hữu nha cô chú anh chị. Tàn tán rất là đẹp ha. Cao 1m3 tới ngang 1m4, hoành là 26. Mã số 2, cây này em cũng xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu và giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Khi ship, ship luôn cả chậu ha. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây giấy ngũ sắc. Cây này thì đen hoa rực rỡ rồi, đủ hết 5 màu. Những cái tược này là nó ra mỗi một cái đọt là mỗi một nhánh hoa nha cô chú anh chị. Nó rất là xiên bông, nó cho ra hoa quanh năm mà rất là mau ra lại hoa luôn. Phơm tàn dày mà kín nha cô chú anh chị. Ngũ sắc mà mình muốn chơi bông nhiều, mình lựa những cái cây mà phơm tàn nhánh nó nhiều gì nè, khi chơi ra hoa nhiều sẽ rất là đẹp. Đế này là đế sổ luôn. Độ sổ của nó là 30. Gốc sạch sẽ nha cô chú anh chị. Gốc này là không có hẹo vết gì hết ha. Gốc nhánh rễ đây cũng rất là lực luôn. Rồi mã số 3, có chiều cao 1m5, tổng tán ngang 1m5, hoành là 25. Mã số 3, cây này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu và giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu mẫu như thế này. Tiếp theo là mã số 4. Đợt này em lên nhiều giấy ngũ sắc lắm nha cô chú anh chị. Phơm tàn cũng rất là lớn và dày ha. Giấy ngũ sắc thì em nhắc lại, khi em ship thì nó sẽ có vấn đề là rụng bông, rụng lá. Tại vì gửi ra xa quá là nó sẽ rụng nha cô chú anh chị.
tùy theo xa với gần. Tại trong quá trình em gửi cái bầu nó khô nó mới gây ra rụng lá và bông. Vì cô chú anh chị mình tưới nhiều vô ha. Để mau ra lại đó. Củ đế nè, cây này đế sổ mà đế quá luôn nha cô chú anh chị. Này. Độ sổ của nó là 30. Củ này là dáng bonsai nha cô chú anh chị. Nó ôm nhau như đánh bính vậy ha. Củ đế rất là sạch luôn, không hẻo vết gì hết. Rồi mã số 4, cao mét rưỡi tới ngang mét rưỡi, hoành 26. Mã số 4 cây này em xin giao lưu là 1,1 triệu. 1,1 triệu và giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Khi ship, ship luôn cả chậu như thế này. Tiếp theo là mã số 5. Quá xá cây này nè. Chuẩn bị gỗ luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Những cái tuột nó ra coi nè. Rất là xung xê ha. Tuột này là chuẩn bị ra nó rủ cái tàn xuống nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Bông mà nó bông nó nở từ phía trong luôn nè cô chú anh chị ha. Nó rủ từ phía trong ra bông dài ra nhìn rất là đẹp luôn. Chứ không phải là nó nở ngay cái đọt thôi. Nè phía trong luôn. Đế này đế sổ luôn. Củ đế rất là lực nha cô chú anh chị đế ha. Cái rễ ăn chảy dẹt dài dưới đây luôn ha. Cây này thì cái gốc y ghen con hú nằm ha. Nó chảy dài ra vậy nè. Cây này đế sổ luôn. Đồ sổ chắc cũng tầm 30. Rồi mã số 35. Cao 1m4 tán ngang 1m5 hoành 31. Mã số 5 cây này em xin giao lưu là 1,150,000. Cây này hoành lớn nha cô chú anh chị, hoành tới 31 là. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cây giấy ngũ sắc thái luôn. Thường thường cô chú anh chị để ý ngũ sắc thái thì nó rất là ra hoa rất là xiên luôn. Nè. Mà hoa của nó cũng rất là rực rỡ luôn ha. Cây này thì cũng là 5 màu hết rồi. Phơm tàn rất là xum xê ạ. Tàn rất là dày tàn nha cô chú anh chị. Bông là nở là rất là nhiều luôn. Cây này về mình sang chậu mình trưng trước nhà, ban công rồi cũng rất là đẹp nha. Gốc đế nè. Gốc rất là già, gốc mà gốc lớn luôn nha cô chú anh chị. Đợt này lâu lắm rồi mới về được cái lô ngũ sắc mà gốc lớn bự như thế này ha. Cây này cũng không có hẹo gì hết. Dáng rất là đẹp. Rồi mã số 6, cao 1m4, tổng tán ngang 1m5, hoành là 30. Cây này em cũng xin giao lưu là 1,1 triệu. 1,1 triệu thì giá em bao ship tới nhà cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì mới chấm nụ nha cô chú anh chị. Nó chuẩn bị ra tược ha. Ra tược một số dài, một số cũng chuẩn bị ra tược dài theo. Vàng lá rất là xanh mướt nha cô chú anh chị. Ngũ sắc bên em cây rất là sung sức luôn ha. Lá rồi nè. Cây này thì đang bứt nụ. Cây này cũng 5 màu hết nha cô chú anh chị. Tàn thì tàn gơm luôn ha. Dáng rất là đẹp. Gốc già. Gốc này là đế sổ luôn. Cái này nó lên móc luôn rồi ha cô chú anh chị. Gốc đế là sạch sẽ, không có hẻo vết gì hết luôn. Rồi mã số 7, cao 1m5, tổng tán ngang 1m5, hoành 27. Mã số 7 cây này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu và giá em bao ship toàn quốc. Bưng về nó vô trong. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây giấy ngũ sắc, tàn gươm, rất là đẹp, đều tàn hết ha cô chú anh chị. Phơm tàn thì trần do luôn.
cái cặp số 7, số 8 này là một cặp nó giống nhau nha cô chú anh chị. Này là cũng đang có nụ ha. Đang bông nụ búp búp rất là nhiều. Lên nụ nhưng mà mình vẫn thấy là đủ năm màu ha cô chú anh chị. Các nắp ghép thì cũng đã được nối liền ở nhau rồi, ghép rất là lâu rồi. Củ đế nè, gốc rất là già luôn ha. Gốc này củ đặc. Hai tay mà em ôm hôn giáp ha cô chú anh chị. Củ này cũng tầm là 50 trở lên. Rồi mã số 8, cao 1,5 m, tán ngang 1,5 m, hoành là 26. Mã số 8 cây này em xin giao lưu là 1,1 triệu. 1,1 triệu và giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị này mình luôn. Cây này mà về bông gỗ cái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó đen bứt ha. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Quá sáng ha cô chú anh chị. Bông thì đang lên nè. Rất là rực rỡ luôn. Năm màu, đây là màu đỏ thái, trắng phớt hồng, màu vàng, màu cam. Màu cam là bên đây. Trắng, vàng, cam, hồng sắc pháo, trắng phớt hồng, đủ hết năm màu. Phơm cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tàn xum xê ha. Tàn rất là dày. Gốc này thì đế này, cây này đế sổ nha. Độ sổ của nó chắc cũng tầm 30 trở lên ạ. Gốc rất là sạch, không có hẻo vết gì hết. Rồi mã số 9, cao 1,3 m, tới ngang 1,6 m, hoành 26. Mã số 9, cây này em cũng xin giao lưu là 950.000. Giá này là giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo mã số 10 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì phơm tàn nó đẹp nhưng mà nó đen bứt nụ nha cô chú anh chị. Cây này bông nở gỗ cũng rất là đẹp. Bởi vậy mình mới có bứt thôi, mình nhìn cái cây nó chưa có sặc sỡ không ha. Vì mà gỗ cái rất là đẹp. Phơm tàn rất là tròn ha, dày luôn. Tàn thì tàn gơm. Củ đế cũng rất là đặc luôn. Gốc sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đợt này em về cái lô gốc là không có hẻo vết, không có hư gì hết ha. Gốc rất là sạch, già nữa. Gốc lớn luôn. Rồi mã số 10, cao 1,4 m, tổng tán ngang 1,5 m, hoành 26. Mã số 10 cây này em cũng xin giao lưu là 1 triệu. Phơm cây à. Tiếp theo mã số 11 là một cây 3 màu. Một màu trắng đại phúc, hồng đại phúc và một màu tím bướm nha cô chú anh chị. Trắng đại phúc nè. Mặt hoa trắng đại phúc rất là đẹp ha. Trắng xanh ha. Đây là hồng đại phúc. Với bên đây là một màu tím bướm. Một cây 3 màu, cây này về cô chú anh chị mình mua về mình lấy bo mình ghép thôi cũng được ha. Tàn rất là nè. Viền lá rất là xanh mướt luôn. Tàn tán thì rất là đẹp. Củ đế cây này hoành nhỏ thôi chứ được cái bộ đế rất là quái mà củ đặc nữa nha cô chú anh chị ha. Hoành nó nhỏ hơi củ nè. Củ nhỏ nhỏ vậy chứ hai tay em ôm cũng giáp ha. Gốc rất là đặc luôn, lớn. Rồi mã số 11, cao 90, ngang 90, hoành là 21. Mã số 11, cây này em xin giao lưu là 600.000. Bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Nãy giờ cô chú anh chị xem được cây nào ưng ý thì ủng hộ nhà vườn em ha. Số điện thoại của em là 0706 961085, cũng như là số Zalo của em luôn. Tiếp theo là mã 12, 11 và 12 em được một cặp ha. Cây này thì nó bông nó nở nhiều hơn. Trắng đại phúc nè, hồng đại phúc nè, và một màu tím lửa, ổ tím bướm. Cây này cũng 3 màu luôn. 11, 12 là em được cặp. Củ đế cũng rất là quái luôn. Gốc thì sạch sẽ.
gốc với thân này nè, rất là sạch sẽ luôn. Rồi mã số 12 có chiều cao 90, ngang 90, hoành 21. Cây 12, cây này em cũng xin giao lưu là 600.000. 600.000 em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Giấy thì em sẽ bao sóng cho cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng luôn ha. Tiếp theo mã số 13. 13 là một cây một cốt màu đại phúc nha cô chú anh chị. Cái này thì một màu ha, một màu đại phúc. Cây này thì nụ rất là nhiều. Cây này cô chú anh chị mình thấy lá nhiều chứ mà bông nở ra cái là kính cây không thấy lá luôn á. Nó đang chớm nụ, búp nụ rất là nhiều nụ rồi. Cái bông này nó cũng to ha. Cây này là một cốt, có hớt hăng, củ đế hay nè, đế thì ôm như là đánh bính với nhau ha, gốc đế sạch sẽ luôn. Rồi mã số 13, cao 90, ngang 1m2, tán ngang 1m2, hoành 19. Mã số 13, 550.000. Giá này giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu ạ. Tiếp theo mã số 14. Cây này là cây một cốt chiếm Mỹ ghép với lại vàng Thái nha cô chú anh chị. Cây vàng Thái gốc với Mỹ. Cây này quá xá bông rực rỡ màu vàng Thái. Lâu lắm rồi mới về được cây một cốt màu vàng Thái nha cô chú anh chị. Cái vàng này nó rất là xuyên bông luôn. Cô chú anh chị chơi cũng rất là lâu tàn á. Cái dòng này nó rất là xuyên luôn. Dễ ra bông. Cây này một cốt, cái gốc này là gốc già lắm nha cô chú anh chị. Nè, gốc già, có cái lỗ nhỏ là có vít cày chỗ này không vấn đề gì hết á cô chú anh chị. Em đã hồi khi ship về cô chú anh chị em sẽ tha keo lại cho cô chú anh chị. Cây này, cây thì em bao sống cô chú anh chị mình 2 tháng luôn ha, không vấn đề gì hết. Rồi mã số 14, cao 1m3 tới ngang 1m3, hoành 25. Mã số 14, cây vàng này em xin giao lưu là 900.000. Giá này giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 15. 15 là một cây ngũ sắc. Cây này bông nở rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cây này tàn cũng gom luôn. Cây này 5 màu. Gốc đế thì rất là sạch sẽ luôn. Gốc này là gốc, cây này đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Củ đế sạch sẽ. Rồi mã số 15, cao 1m3, tán ngang 1m1, hoành 18. Cây này em xin giao lưu là 700.000. 700.000 là giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo mã số 16. 16 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. 15 và 16 thì được một cặp này rất là đẹp ha cô chú anh chị. Hoa thì cũng đen lên đủ hết 5 màu. Cây này đế sổ luôn. Củ đế gốc rất là sạch sẽ. Rồi mã số 5, cao mã số 16, cao là mã số 16, cao 1m3, tán ngang 1m1, hoành 18. Mã số 16 cây này em xin giao lưu là 700.000. Rồi mã số 16 cũng là cây phần cuối clip ạ. Trong clip này mong cô chú anh chị mình ủng hộ nhiều giường em ha. Em xin chân thành cảm ơn.